Các bác đang nhìn trên màn hình là một đôi Ramsar của hãng Panasonic. Đôi này thì với cấu hình các bác đi kê được rất là nhiều các cái góc và các cái chỗ để khác nhau. Ví dụ như các bác đặt đứng, đặt nằm thì các bác có thể xoay tem như em đặt hai cấu hình khác nhau để cho các bác cùng tham khảo. Dòng Ramsar A85 thì rất là nổi tiếng. Bên Nhật họ cũng rất là chuộng. Dòng này chỉ sản xuất nội địa tại Nhật luôn các bác nhé. Dòng Ramsar A85, dòng này thì rất là chất. Các bác hát karaoke thì chuyên dụng rồi, loa lời tuyệt vời luôn. Và dòng Ramsar này không những các bác nghe bổ trợ lời, các bác hát karaoke và các bác nghe nhạc độc lập cực kỳ là hay. Tầm ngân sách thì chắc chắn là bác nào cũng có thể chơi được. Em sẽ để giá ở tiêu đề tin để cho các bác cùng tham khảo nhé. Dòng Ramsar thì với thiết kế là một bát 20, màng là màng giấy nhưng mà màng sóng. Đấy, còn gân thì là gân vải lụa. Gân vải tẩm dầu các bác nhé. Các bác nhìn ở phần trên thì đôi này thì dòng A85 thì đương nhiên là được thiết kế và cái tép còi nó to hết cả một cái miệng của thiết kế của loa Ramsar A85. Đấy, kế hai bên là hai cái lỗ thở các bác nhé. Dòng này thì rất là chất mà tầm ngân sách thì bác nào cũng có thể chơi được như em vừa giới thiệu xong. Dòng này thì nếu mà các bác đặt dựng như em thì cao nó lên tới khoảng tầm 42 đến 43 cm và ngang thì nó khoảng rơi vào tầm khoảng trên 20 cm. Các bác đặt thì rất là hợp lý và hoàn toàn là có nhiều các cái chỗ kê khác nhau. Đặt dựng, đặt đứng thì các bác chỉ cần xoay cái tem này là ok các bác này. Đấy, nó rất là đơn giản nhé. Mọi chi tiết thì các bác liên hệ với em theo số 0983698887. Nếu như một bộ như thế này các bác có thể các bác chơi thêm bổ trợ lời khi nhà các bác đã có một đôi loa rồi mà nó chưa đủ thì các bác muốn hát karaoke và nghe nhạc hay nữa, các bác có thể chơi thêm một đôi Ramsar hoặc các bác chơi độc lập một đôi Ramsar nếu như cái nhà các bác ở chung cư là hoàn toàn hợp lý. Và em cũng đang ghép cùng với cả một chiếc 690 PMA. Dòng này thì các bác chơi cấu hình như thế này mà các bác muốn hát karaoke thì các bác chơi thêm một chiếc vang nữa là hoàn toàn hợp lý các bác nhé. Em xin mời clip các bác nghe nhạc nhé. Nhạc này các bác nghe nhạc đơn thuần này. Em ghép cùng với 690 và em ghép từ chiếc iPad xuống. Các bác nghe chất âm của Ramsar nhé. Đừng nói yêu tôi như loài chim trời biết nói. Đừng nói yêu tôi như đùa vui trên môi. Trên đời gian dối tìm nhau mà thôi. Đừng nói yêu tôi như người say thường muốn nói. Đừng nói yêu tôi khi lòng dạ chia đôi. Rất là tuyệt vời, không những các bác nghe hay bổ trợ lời, nghe độc lập rất là sáng tiến. Đấy, chơi được độc lập rất là nhiều các cái dòng nhạc khác nhau các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cấu hình này. Đấy, đầu vào là 160W, trở kháng là 8 ohm. Dòng này thì sản xuất tại Nhật luôn. Các bác có nhu cầu sở hữu về đôi rất là chất, nghe nhạc hát karaoke bổ trợ lời. Đấy, rất là tuyệt vời. A85 hãng của Panasonic, dòng Ramsar, nó có chữ dập đuổi ở đằng sau. Thì các bác alo cho em theo số 0983698887. Cảm ơn các bác.